Hello, xin chào các anh chị đã đến với kênh của em. Và hôm nay em lại tiếp tục lên hàng bảy nhật cho mọi người xem nha. Đó, hôm nay em soạn được nhiêu đây? Ấm inox hàng của Nhật bảy nha mọi người. Đó, ấm inox nồi, nồi Mỹ, nồi Nhật vân vân nha. Còn là hàng tuyển chọn, hàng em chọn hàng đẹp không á. Ấm dung tích từ 2 lít đến 3 lít, 3 lít rưỡi cũng có nha mọi người. Đây là mâm inox của Nhật. Đó. Đẹp lắm. Chảo chống dính mini. Anh chị nào thích cái mặt hàng nào thì cứ việc inbox cho em theo số điện thoại em để ở trên nha. Đây em này mới full hộp luôn, mới chưa sử dụng luôn. Nồi áp suất bình giữ nhiệt. Đó, toàn là mẫu đẹp. Em bấm này cái cưng luôn. Rồi anh chị nào thích mẫu gì thì cứ việc inbox gửi hình cho em báo giá luôn nha. Xay inox rất là dày và nặng luôn, nấu được tất cả các loại bếp nha. Rồi anh chị nào thì thích cái mẫu nào thì cứ việc inbox theo số điện thoại em để ở trên và chụp hình gửi cho em từng món hàng để em báo giá chi tiết cho mọi người xem luôn ha.